Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Zentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình hai availability trên firewall Sophos. HA trên Sophos sẽ có một số yêu cầu về phần cứng, phần mềm cũng như license. Nên trước khi cấu hình hoặc lên kế hoạch để thiết kế hai firewall Sophos chạy HA thì các bạn cần phải đảm bảo các yếu tố này nhé. Mình đã có video tổng quan về HA, các bạn có thể tham khảo trên YouTube channel của Zentity Shop nhé. Cả hai chế độ HA Active Active hay Active Passive đều có chung cách cấu hình, chỉ khác nhau về yêu cầu, cách firewall xử lý lưu lượng và một số tính năng hỗ trợ như mình đã đề cập trong video tổng quan. Do vậy nên mình sẽ hướng dẫn chung cách cấu hình hai chế độ HA trong video này. Các dòng firewall Sophos sẽ có hai cách để cấu hình là Quick HA và Interactive Mode. Ở chế độ Quick HA thì ban đầu chúng ta chỉ cần cấu hình các thông số cơ bản như là row của thiết bị, tên và các cổng HA. Các bạn có thể cấu hình HA trước khi lắp đặt. Sau khi lắp đặt và kết nối link thì các firewall sẽ cố gắng tìm các đối tác cho đến khi tìm thấy. Sau đó thì các firewall sẽ hoàn tất cấu hình và thiết lập HA. Sau khi firewall thiết lập HA xong thì chúng ta có thể thay đổi các cài đặt khác trong HA. Còn ở chế độ Interactive thì chúng ta sẽ cần phải thiết lập tất cả các cài đặt ngay từ ban đầu. Nói chung là kết quả sẽ giống nhau, chỉ là chúng ta cấu hình cái gì trước, cái gì sau thôi. Nếu thiết bị đã được lắp đặt và đấu nối theo đúng mô hình thì các bạn sử dụng cách nào cũng như nhau. Mình sẽ hướng dẫn cả hai cách. Với cấu hình HA thì các bạn nên cấu hình đầu tiên, sau đó mới triển khai các dịch vụ khác. Sẽ có một số yêu cầu các bạn cần phải biết khi cấu hình HA ở chế độ Quick HA. Đầu tiên là về cổng quản trị. Cổng quản trị là cổng cho phép các bạn truy cập vào giao diện web của firewall. Các dòng firewall cao cấp sẽ có cổng quản trị riêng, còn với dòng bé thì các bạn sử dụng các cổng inside mà các bạn dùng cho mạng LAN. Quick HA sẽ tự động chỉ định giao diện mà các bạn đang sử dụng để truy cập vào giao diện web của thiết bị là cổng quản trị cho cả hai thiết bị. Sau khi HA được thiết lập thì với firewall primary các bạn có thể truy cập bằng bất kỳ IP nào mà mình cấu hình. Nhưng với thiết bị phụ thì các bạn chỉ có thể truy cập được bằng địa chỉ IP này. Ví dụ như mô hình của mình đang sử dụng IP cấu hình trên port A là 10.0.1.50 và 10.0.1.51 để truy cập vào firewall. Khi mình cấu hình Quick HA thì port A trên hai firewall sẽ là cổng quản trị. Và sau khi HA thiết lập xong, các bạn chỉ có thể truy cập vào giao diện web của firewall 2 bằng IP 10.0.1.51 thôi. Còn firewall 1 thì các bạn có thể truy cập bằng IP trên các port khác nếu như các bạn cho phép. IP trên cổng quản trị này cũng phải cùng subnet, không được giống nhau nhé. Nếu hai IP quản trị thuộc hai subnet khác nhau thì các bạn sẽ không thể thiết lập HA. Còn nếu hai địa chỉ IP giống nhau thì chúng ta sẽ không thể truy cập được vào giao diện web của thiết bị phụ. Đối với cổng HA thì các bạn sẽ để cấu hình mặc định. Để cấu hình HA thì các bạn vào menu System Service. Chọn tab High Availability. HA Configuration Mode chọn Quick HA Mode. Initial Device Row chọn Row và HA Mode. Firewall này mình sẽ cấu hình là Primary ở Mode Active Passive. Bên dưới sẽ có phần cảnh báo về License. Với Active Passive thì các bạn chỉ cần mua License cho thiết bị chính thôi và License này sẽ được sử dụng cho toàn bộ thiết bị trong cụm HA. Còn với Active Active thì chúng ta sẽ cần phải mua License trên toàn bộ thiết bị trong cụm. Node Name thì các bạn đặt tên cho node để dễ phân biệt trong cụm HA. Nhập mật khẩu trong mục Passphrase, các firewall sẽ sử dụng mật khẩu này để xác thực khi tham gia cụm HA. Cả hai firewall phải có Passphrase giống nhau thì mới có thể join được vào cụm. Dedicated HA Link chọn cổng được sử dụng làm cổng HA. Các bạn có thể chọn nhiều cổng để dự phòng. Tuy nhiên, các cổng này phải không có cấu hình phụ thuộc, nghĩa là không được sử dụng cho các cấu hình khác như là Policy, Object nhé. Nếu đã được cấu hình thì các bạn sẽ không nhìn thấy ở đây. Các bạn cần phải xóa hết cấu hình liên quan đi, tốt nhất là cổng ở mặc định. Cổng A và D của mình đã được cấu hình nên sẽ không nhìn thấy ở đây, còn cổng B, C và E đang ở cấu hình mặc định nên mình có thể chọn được. Mình sẽ chọn cổng C như mô hình.
Nhấn Initiate HA. Firewall sẽ hiển thị thông báo là nên chọn thiết bị có nhiều license nhất là Primary. Nếu đúng thiết kế thì các bạn chọn OK để xác nhận. Tương tự, mình sẽ cấu hình thiết bị phụ. Trên thiết bị phụ thì role sẽ là Auxiliary. Mode vẫn là Quick HA mode. Passphrase thì các bạn sẽ cần nhập giống như trên firewall chính. Cổng HA cũng cần giống trên firewall chính. Nhấn Initiate HA. Nhấn OK để xác nhận. Sau khi cấu hình xong cả hai firewall thì các bạn chờ một lúc để hai firewall thiết lập HA và trao đổi các thông tin với nhau, có thể mất một vài phút. Các bạn thấy trạng thái HA là connected và có dòng thông báo fully functional là OK. Lúc này các bạn có thể cấu hình thêm các thông số khác. Trong menu Select Port to be monitored thì các bạn sẽ chọn các cổng sẽ được monitor bởi HA. Mặc định thì chỉ khi firewall hoặc link HA bị lỗi thì firewall mới chuyển đổi dự phòng. Tuy nhiên, nếu các bạn cấu hình thêm link monitor thì khi các link này bị lỗi thì firewall cũng sẽ chuyển đổi dự phòng. Các bạn nên chọn các interface quan trọng, ví dụ như cổng WAN hay cổng kết nối xuống server để monitor thôi, không nên chọn tất cả các interface. Vì nếu chọn nhiều quá thì firewall có thể sẽ bị chuyển đổi dự phòng liên tục. PA Administration Setting là địa chỉ để truy cập vào firewall phụ. Mặc định thì HA đã tự động lấy IP trên cổng quản trị lúc thiết lập HA. Các bạn có thể cấu hình thêm các IP khác, tuy nhiên nó phải thuộc cổng quản trị nhé. Vì IP Service thì trên hai firewall sẽ phải giống nhau. Preferred Primary Device tương tự như tính năng Preempt trên VRRP. Firewall là Prefer Primary thì sẽ luôn đòi lại quyền Primary khi nó hoạt động bình thường. Còn nếu các bạn chọn No Preference thì sau khi có chuyển đổi dự phòng, firewall đó vẫn sẽ giữ nguyên rule cho đến khi có chuyển đổi dự phòng tiếp theo mà không đòi lại quyền Primary. Keep Prior Request Interval là thời gian để hai firewall gửi gói tin check thông tin về peer, tính bằng milliseconds. Nếu các bạn cấu hình interval là 250 milliseconds, attempt là 16 thì sau 250 x 16 là bằng 4 giây mà firewall không nhận được heartbeat thì firewall sẽ thông báo peer bị lỗi và sẽ có chuyển đổi dự phòng. Các bạn cấu hình thời gian tùy theo thiết kế, càng nhanh thì chuyển đổi dự phòng càng nhanh và downtime cũng sẽ thấp hơn. Nhấn apply để lưu lại cấu hình, như vậy là xong. Các bạn có thể cấu hình các dịch vụ cho firewall. Interactive Mode thì sẽ có một số điểm khác so với Quick HA Mode. Đầu tiên thì các bạn vẫn phải đảm bảo các cổng quản trị đã được cấu hình. Hai IP quản trị phải sử dụng IP khác nhau và cùng thuộc một subnet. Cổng HA thì vẫn phải yêu cầu không có cấu hình phụ thuộc nào, nghĩa là chưa được add vào bất kỳ policy, object nào, tương tự như chế độ Quick HA. Support HA sẽ sử dụng SSH Tunnel giữa các liên kết HA và cổng được chọn làm HA sẽ được đưa vào zone DMZ. Do vậy, đầu tiên các bạn cần phải bật SSH trong zone DMZ trước. Cấu hình này cần được thực hiện trên cả hai firewall. Các bạn truy cập vào menu Administration. Chuyển sang tab Device Access. Tích chọn SSH trong zone DMZ nếu chưa được cấu hình. Nhấn Apply.
Tiếp theo, các bạn sẽ cần export HA và DMZ zone vì chỉ các cổng thuộc DMZ mới chọn được làm HA link. Các bạn truy cập vào menu Network. Nhấn vào cổng sẽ làm HA link để edit port này. Mình sẽ edit port C. Network zone chọn DMZ. Đặt IP cho cổng này. IP này chỉ sử dụng giữa hai cổng HA nên các bạn có thể sử dụng subnet sược 30 cũng được. Các bạn có thể lấy giải bất kỳ chưa được sử dụng trong mạng. Nhấn Save để lưu. Chọn Update Interface. Tương tự với firewall còn lại. Trong Interactive Mode, các bạn sẽ cần cấu hình trên thiết bị phụ trước. Các bạn vào menu System Service. Chọn tab High Availability. HA Configuration Mode chọn Interactive Mode. Initial Device Role chọn Auxiliary vì chúng ta cần phải cấu hình thiết bị phụ trước. Nút Name đặt tên cho firewall. Nhập mật khẩu trong mục Passphrase. Các firewall sẽ sử dụng mật khẩu này để xác thực khi tham gia cụm HA. Cả hai firewall phải có Passphrase giống nhau thì mới có thể join được vào cụm. Dedicated HA Link sẽ chọn các cổng mà các bạn đã cấu hình vào DMZ Zone cho HA. Nhấn Save. Firewall sẽ vẫn hỏi về phần License, chọn OK để xác nhận. Tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình firewall được chọn làm primary. HA Configuration Mode chọn Interactive Mode. Initial Device Role chọn primary, còn mode Active Active hay Active Passive thì tùy thiết kế của các bạn. Cluster ID để phân biệt giữa các cụm HA khác nhau. Giá trị có thể từ 0 đến 63. Nếu trong mạng của bạn có nhiều cụm HA thì các bạn cần phải thiết kế sao cho các cụm HA có cluster ID khác nhau, vì nếu trùng nhau thì có thể địa chỉ MAC ảo giữa các cụm HA sẽ trùng nhau. Nhập nốt name. Passphrase giống như đã cấu hình trên thiết bị phụ. Dedicated HA Link chọn các cổng sẽ sử dụng làm HA Link. Trong mô hình của mình thì chỉ có port C. Dedicated Peer HA Link IPv4 Address nhập địa chỉ IP trên cổng HA của thiết bị phụ. Trong ví dụ của mình là IP 172.16.16.2 mà mình đã cấu hình trên port C của thiết bị phụ. Select port to be monitored chọn cổng sẽ monitor, tương tự như chế độ Quick HA. Mặc định thì chỉ khi firewall hoặc link HA bị lỗi thì firewall mới chuyển đổi dự phòng. Tuy nhiên, nếu các bạn cấu hình thêm link monitor thì khi các link này bị lỗi thì firewall cũng sẽ chuyển đổi dự phòng. Các bạn nên chọn các interface quan trọng, ví dụ như cổng WAN hay cổng kết nối xuống server để monitor thôi, không nên chọn tất cả các interface vì nếu chọn nhiều quá thì firewall có thể sẽ bị chuyển đổi dự phòng liên tục. Peer Administration Setting thì các bạn sẽ nhập IP quản trị trên thiết bị phụ. Sau khi HA được thiết lập thì các bạn có thể truy cập vào thiết bị phụ thông qua IP này. IP này sẽ phải là IP trên cổng quản trị. Preferred Primary Device tương tự như tính năng Preempt trên VDRP. Firewall là Prefer Primary thì sẽ luôn đòi lại quyền Primary khi nó hoạt động bình thường. Còn nếu các bạn chọn No Preference thì sau khi có chuyển đổi dự phòng, firewall đó vẫn sẽ giữ nguyên rule cho đến khi có chuyển đổi dự phòng tiếp theo mà không đòi lại quyền Primary.
Keep Apply Request Interval là thời gian để hai firewall gửi gói tin check thông tin về peer tính bằng milli-giây. Nếu các bạn cấu hình interval là 250 milli-giây, attempt là 16 thì sau 250 x 16 là bằng 4 giây mà firewall không nhận được heartbeat thì firewall sẽ thông báo peer bị lỗi và sẽ có chuyển đổi dự phòng. Các bạn cấu hình thời gian tùy theo thiết kế, càng nhanh thì chuyển đổi dự phòng càng nhanh và downtime cũng sẽ thấp hơn. Nhấn Initiate HA. Chọn OK. Các bạn sẽ cần chờ một lúc để hai firewall thiết lập HA và trao đổi thông tin. Sau khi firewall báo trạng thái là connected và có dòng fully functional ở phía dưới là hai firewall đã thiết lập HA thành công. Cả hai phương pháp cấu hình thì đều giống nhau, các bạn có thể cấu hình theo cách nào cũng được. Với Interactive Mode thì chúng ta sẽ cần thiết lập tất cả cấu hình, còn Quick HA chỉ sẽ đơn giản hơn. Các bạn chỉ cần chắc chắn về các lưu ý mà mình đã đưa ra cho mỗi mode là được. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình HA trên Firewall Sophos. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.